Luật giao thông, học sinh bao nhiêu tuổi được đi xe đạp điện, tìm hiểu về những quy định dành cho học sinh cấp 2 có được đi xe máy điện không sẽ giúp người điều khiển phương tiện tránh bị xử phạt mà còn đảm bảo vấn đề an toàn khi di chuyển. Chi tiết sẽ được chúng tôi bật mí ngay trong bài viết dưới đây. 1. Quy định chi tiết về học sinh cấp 2 có được đi xe máy điện. Hiện nay, luật giao thông đường bộ đã có những văn bản quy định rất rõ khái niệm xe máy điện là như thế nào. Theo đó, Quy chuẩn 41/2016 BGTVT đã nêu rõ, xe gắn máy là chỉ phương tiện sử dụng động cơ có loại 2 bánh hoặc loại 3 bánh và vận tốc được thiết kế tối đa không vượt quá 50 km/h. Nếu dẫn động của xe gắn máy là động cơ nhiệt thì dung tích sử dụng hoặc dung tích tương đương sẽ không được cao hơn 50 cm3. Không những thế, trong điểm D, khoản 1, điều 2 của Nghị định 46/2016 NDCP có giải thích chi tiết về xe máy điện là gì như sau. D. Xe máy điện là xe gắn máy chạy bằng động cơ điện có công suất lớn nhất không vượt quá 4 kW. Có vận tốc thiết kế tối đa không lớn hơn 50 km/h. Tổng kết từ hai điều khoản trên. Xe máy điện là những phương tiện 2 bánh hoặc 3 bánh chạy bằng động cơ điện có công suất tối đa không lớn hơn 4 kW và vận tốc lớn nhất không được vượt quá 50 km/h. Hiện trên thị trường, xe máy điện đang ngày càng phổ biến và được nhiều người yêu thích. Đặc biệt có thể kể đến các dòng xe máy điện cao cấp VinFast, vậy người bao nhiêu tuổi mới được đi xe máy điện? Theo quy định tại khoản 1 điều 60 của Luật Giao thông Đường bộ 2008, những người đủ 16 tuổi trở lên sẽ được điều khiển xe gắn máy hoặc các phương tiện tương tự có dung tích xi lanh không vượt quá 50 cm3. Theo đó, học sinh cấp 2 có độ tuổi từ 11 tuổi 14 tuổi và học sinh cấp 3 dưới 16 tuổi sẽ không được dùng xe máy điện để lưu thông trên đường. 2. Học sinh cấp 2 sử dụng xe máy điện sẽ bị xử phạt như thế nào, như đã nói ở trên. Những người dưới 16 tuổi điều khiển xe máy điện sẽ vi phạm quy định của Luật Giao thông Đường bộ và phải nhận hình thức xử phạt. Điều này đã được quy định rất rõ ràng trong các điều khoản luật pháp cụ thể như sau. Điều khoản luật pháp hình thức xử phạt khoản 3 của điều 134 thuộc Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 trường hợp những người trong độ tuổi từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi vi phạm hành chính sẽ không bị áp dụng hình thức phạt tiền. Khoản 1 điều 21 của Nghị định 100/2019 NDCP quy định phạt về việc điều khiển xe máy điện phạt cảnh cáo đối với người trong độ tuổi từ đủ 14 tuổi tới dưới 16 tuổi tham gia sử dụng xe mô tô, xe gắn máy kể cả xe máy điện và các loại xe tương tự như xe mô tô hoặc điều khiển các loại xe ô tô và các dòng xe có công suất tương tự xe ô tô. Hiện tại, nếu người chưa đủ tuổi điều khiển các loại xe máy điện sẽ không bị phạt hành chính mà chỉ dừng lại ở hình thức cảnh cáo. Tuy nhiên, việc tuân thủ đúng pháp luật là cần thiết và vô cùng quan trọng. Nó không những đảm bảo an toàn tính mạng cho chính người sử dụng mà còn vì cộng đồng tham gia giao thông văn minh. Vậy học sinh bao nhiêu tuổi được đi xe máy điện? Chỉ có duy nhất học sinh cấp 3 từ 16 tuổi trở lên mới được sử dụng phương tiện này. Các bạn học sinh chưa đủ tuổi nên lựa chọn các phương tiện có vận tốc nhỏ hơn để di chuyển nhé. 3. Loại xe phù hợp với học sinh cấp 2, chắc hẳn không ít phụ huynh đang thắc mắc không biết học sinh cấp 2 nên lựa chọn phương tiện di chuyển nào phù hợp. Câu trả lời chính là xe đạp. Ưu điểm lớn nhất của xe đạp đó chính là nhỏ gọn, an toàn. Có thể di chuyển trên các loại địa hình khác nhau. Không những thế, đạp xe còn giúp các bạn học sinh rèn luyện sức khỏe và thể lực rất tốt. Tuy nhiên, nhược điểm của xe đạp đó khung xe mảnh và lốp xe khá mỏng nên rất dễ bị hỏng khi đi trên những đoạn đường xấu. Ngoài ra, xe không có khả năng chắn bùn và rất dễ trơn trượt khi đi ở dưới trời mưa. Hiện nay, trên thị trường có hai loại xe đạp là xe đạp truyền thống và xe đạp điện. Mặc dù xuất hiện muộn hơn nhưng xe đạp điện đang ngày càng chiếm lĩnh thị trường và nhận được rất nhiều yêu thích của học sinh cấp 2. Ưu điểm của xe đạp điện đó chính là an toàn, dễ sử dụng và không tốn nhiều sức lực mà vẫn đảm bảo được đầy đủ nhu cầu đi lại. Thông thường vận tốc của xe đạp điện sẽ rơi vào khoảng 25 km/h, với các dòng xe cao cấp sẽ có thể lên tới 45 km/h. Xe máy điện VinFast Ludo nhỏ gọn vận tốc tối đa chỉ 35 km/h cũng nằm trong khoảng vận tốc di chuyển an toàn. Phù hợp đối với những đối tượng 16 tuổi, những người chưa có đủ kỹ năng xử lý tình huống khi phát sinh. Tuy xe đạp điện cũng có một số nhược điểm nhất định như khả năng chịu tải trọng kém, nhiều điểm cần chú ý khi bảo quản xe. Nhưng về cơ bản, loại xe này vẫn là lựa chọn tốt nhất dành cho học sinh cấp 2 trong thời điểm hiện tại. Tốt nhất phụ huynh nên lựa chọn những loại xe chất lượng cao, được nhập khẩu chính hãng để đảm bảo an toàn tối đa.
Không những thế, việc bảo hành của các hãng xe uy tín cũng tốt hơn, giúp người dùng an tâm sử dụng và kéo dài tuổi thọ xe một cách hiệu quả. Hãy nhớ tìm hiểu và tham khảo giá các dòng xe máy điện dành cho học sinh cũng như xe đạp điện thật kỹ trước khi đưa ra lựa chọn nhé. Trên đây là những thông tin chính liên quan tới việc học sinh cấp 2 có được đi xe máy điện không. Hy vọng các bậc phụ huynh đã nắm rõ những quy định của luật giao thông đường bộ, đồng thời sáng suốt hơn trong việc lựa chọn phương tiện di chuyển phù hợp với con em của mình. Nếu các bạn đang quan tâm học sinh bao nhiêu tuổi được đi xe đạp điện và muốn nghe tư vấn cụ thể hơn, quý khách vui lòng liên hệ hotline 0796-428-555 hoặc trang web bi-bai.com nhé. Đường link fanpage Facebook và thông tin liên hệ mình để ở dưới link phần mô tả. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thấy hay hãy like và subscribe kênh channel của Xe Điện Bi-bai để chúng mình có động lực ra thêm những video sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.